Thưa quý vị, thực hiện chuyên đề năm 2024, An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Mới đây, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân tổ chức khánh thành công trình thắp sáng đường quê, tuyến đường lộ sao và trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 11 tháng 7 với 100 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường lộ sao dài 3 km, tổng trị giá công trình 500 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Phùng ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang tài trợ 250 triệu đồng, còn lại do địa phương vận động và thi công. Dịp này, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương còn trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Phú Thạnh, mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân khen thưởng 2 cá nhân và Ủy ban Nhân dân xã Phú Thạnh khen thưởng 30 cá nhân có nhiều đóng góp thực hiện công trình thắp sáng đường quê.